Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Vâng, xin chào các bác, chào những người đã luôn theo dõi kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Ngày hôm nay thì Khang Phú Đạt Audio về một container hàng với 30 mã thiết bị đến từ thương hiệu Hivis One này, Starsound này, cũng như là một thương hiệu đèn Fresh Vision. Đấy. Và tất cả các thiết bị âm thanh ngày hôm nay cũng như là hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng sẽ phục vụ cho âm thanh sự kiện này, đấy, âm thanh công trình dự án, đấy, và âm thanh về hội thảo các bác nhé. Và ngay bây giờ các bác hãy theo dõi và đón xem anh em sẽ đưa hàng xuống các bác nhé. Đấy nha, bây giờ em sẽ mở cho các bác một dòng loa của dự án và một dòng loa âm thanh của trường này trong nhà này, và một dòng loa light array phục vụ cho âm thanh sự kiện ngoài trời các bác nhé. Đây, đầu tiên là thằng Starsound. Đây cho các bác, đây là dòng loa nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu Starsound mà Khang Phú Đạt Audio phân phối độc quyền tại Việt Nam các bác nhé. Đây, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng nha các bác. Đây, các bác có thể chiêm ngưỡng em nó này. Đó, đây cũng là cái mẫu loa mà em đã giới thiệu với các bác rồi. Đấy, đây là dòng loa Light Array Bass 30, công suất là 450W. Đấy, dòng loa nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Đấy, đây là mẫu TV các bác nhé, sử quan. Model là HV10, dòng loa toàn dài các bác nhé. Dòng loa này thì sẽ phục vụ cho âm thanh dự án các bác nhé, cho các công trình dự án này. Đây được các bác. Đấy, rất đẹp luôn, ngoại hình rất đẹp. Đấy, logo thương hiệu này, Swan này, con thiên nga. Đấy. Đây. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Thế đây là hai cái mẫu loa mà em mở demo để cho các bác có thể xem được. Cái dòng loa nhập khẩu chính hãng thì nó nguyên đai nguyên kiện như nào các bác nhé. Đấy, và kèm theo với những hai thương hiệu loa Hivis One này dành cho dự án này, và dòng loa Starsound này dành cho thanh sự kiện, dòng loa nhập khẩu, thì các bác sẽ còn có thêm là âm ly này, cũng như là bộ controller của đồng bộ với lại thương hiệu loa này các bác nhé. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái mã đèn đấy mà Khang Phú Đạt cũng đang phân phối các bác nhé, thương hiệu Fresh Vision. Đây là một cái con bạc led nha các bác. Và bên trên chúng ta sẽ còn những con dim moving nữa các bác. Đây, các bác có thể xem về ngoại hình của em nó. Đây. Thương hiệu. Thực sự là nó rất đẹp luôn. Vâng, và vừa rồi thì anh em nhà Khang Phú Đạt Audio cũng đã hoàn thiện cái khâu nhập hàng hóa vào trong kho các bác nhé. Đây các bác có thể xem toàn bộ thiết bị mà ngày hôm nay đưa từ container xuống các bác nhé. Đấy, và em cũng nhấn mạnh lại là đây là những cái dòng loa, những cái dòng thiết bị âm thanh, ánh sáng nhập khẩu chính hãng mà Khang Phú Đạt Audio phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đấy, thương hiệu Hivis One này. Đấy, đây là một cái dòng thương hiệu cao cấp
dành cho các dự án này, các công trình này. Đấy, và rất mong là các quý đối tác cũng như quý khách hàng hãy liên hệ với Khang Phô Đạt Audio để chúng ta có được trải nghiệm cũng như là được sử dụng hay là được vào những cái công trình dự án với những cái thiết bị âm thanh tốt nhất các bác nhá. Đấy, cùng với đó là thương hiệu loa StarSound, dòng loa nhập khẩu dành riêng cho âm thanh sự kiện vừa và nhỏ, đặc biệt là các bác là âm thanh sự kiện đám cưới, với cái model loa S121N, dòng loa nhập khẩu chính hãng nhé các bác. Đấy, và em cũng đã lên những video rồi. Còn bây giờ thì mời các bác cùng xem qua một lượt kho. Vâng, vậy là chuyến hàng tháng 6 mùa hè rực lửa của Khang Phô Đạt Audio đã kết thúc ở đây các bác nhé. Đấy, hàng hóa đã được đưa vào kho, nhập kho để chính xác để phục vụ cho các bác là âm thanh sự kiện này, đấy, âm thanh công trình dự án này, âm thanh hội thảo này, và hệ thống đèn thương hiệu Fresh Vision, thương hiệu loa nhập khẩu StarSound, thương hiệu loa Hivi Swan. Đấy, và rất mong là quý đối tác cũng như quý khách hàng hãy luôn theo dõi Khang Phô Đạt Audio cũng như là theo dõi, và mong rằng tất cả các thiết bị âm thanh ánh sáng này sẽ sớm được ngự trị trên hệ thống âm thanh trên toàn quốc của tất cả các quý vị. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau.